Một trong những vi phạm của ông Trần Văn Nam là khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vào năm 2012 đã ký văn bản về tính tiền sử dụng đất đối với Tổng Công ty 3.2. Ngày 27 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô tránh Văn phòng Bộ Công an việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can. Thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư tỉnh ủy, cựu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa 14, các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và áp dụng biện pháp theo luật định để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước. Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam là bước tiếp theo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, còn gọi là Tổng Công ty 3.2. Doanh nghiệp vốn tỉnh ủy Bình Dương chiếm chi phối, những sai phạm tại Tổng Công ty 3.2 liên quan hai nhóm nội dung. Việc tính tiền sử dụng đất đối với khu đất dịch vụ của Tổng Công ty quyết định giao đất năm 2012 nhưng áp dụng giá của năm 2006. Việc để hai khu đất 43 ha dự án khu đô thị Tân Phú và khu đất 145 ha dự án Sân Gôn từng do Tổng Công ty 3.2 quản lý sang công ty tư nhân mà không định giá, đấu giá theo quy định. Những vi phạm của ông Trần Văn Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư kết luận với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14. Ông Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Ông Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, hai khu đất 43 ha khu đô thị Tân Phú và 145 ha dự án Harmony Gold Park nằm liền kề nhau, ngay cửa ngõ trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương xảy ra vi phạm khiến hàng loạt cán bộ tỉnh bị khởi tố. Đáng chú ý, kết luận còn nêu ông Nam đã chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3.2, hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án 43 ha cho tư nhân, để Tổng Công ty 3.2 đưa 145 ha đất góp vốn vào công ty Tân Thành trái pháp luật khi vụ án tại Tổng Công ty 3.2 đang được điều tra. Ông Trần Văn Nam vẫn lần lượt tái cử các chức danh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, ứng cử rồi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Tuy nhiên, sau đó các chức danh này đã bị cách hoặc không được công nhận. Ngày 6 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bỏ phiếu kỷ luật ông Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Từ năm 2010 đến nay, vào ngày 10 tháng 6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nghị quyết không xác nhận tư cách đại biểu của ông Nam vì không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, do liên quan đến các vi phạm được cơ quan Trung ương làm rõ. Vụ án kéo dài gần 2 năm, đã khởi tố 21 bị can. Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty 3.2, một trong 3 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại tỉnh Bình Dương, là vụ án đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Chỉ đạo, ban đầu vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố từ tháng 12 năm 2019, nhưng sau đó đã được chuyển về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền từ tháng 9 năm 2020. Tới nay, đã có tổng cộng 21 bị can bị khởi tố liên quan vụ án này, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương. Trong đó cả 3 lãnh đạo thường trực tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 bị khởi tố gồm: cựu Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam, cựu Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phạm Văn Cảnh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm. 4 lãnh đạo tỉnh gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Trúc, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm và Trưởng phòng thuộc Văn phòng tỉnh ủy Ngô Dũng Phương. 3 cán bộ thuế gồm cựu Cục trưởng, Cục phó và Phó phòng của Cục thuế tỉnh Bình Dương. 7 lãnh đạo cán bộ của Tổng Công ty 3.2, con rể cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3.2 và Giám đốc Công ty Âu Lạc Công ty mua lại dự án 43 ha. 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, nợ câu trả lời về trách nhiệm của tỉnh ủy Bình Dương ngày 9 tháng 4. Trước thông tin các lãnh đạo doanh nghiệp thuộc tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố, các cơ quan chức năng đã tổ chức cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.